Dạ chào cô chú, đây xin cho cô chú hôm nay Phụng tiếp tục lên clip ông Trang nữa cô chú. Ông Trang hôm nay được ba màu, màu đỏ, màu cam và màu vàng cây thần chậu như bộ khi củ đế nở, củ đế đặt nha cô chú. Rất là đẹp luôn. Xin cô chú xem và ủng hộ cho Phụng vài cây về chơi. Số điện thoại của Phụng là 0939866039, số đó là số Zalo. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Dạ vô cây số 1 nha cô chú. Này là màu đỏ. Trang thần chậu cô chú ơi. Đang cho hoa đẹp ạ. Chiều cao là được 25. Tán ngang là 30. Cô chú xem nè, dày đặn, rất là đẹp luôn, đang cho nụ. Hoành vị trí là được 23. Đẹp cây lắm cô chú ơi. Rồi mã số 1 này giao lưu 600 ngàn. Khi ship đi là rút chậu bó bầu nha cô chú. Và đổi cây. Tiếp theo là mã số 2. Cũng màu đỏ cô chú ơi. Cây rất già. Chiều cao là 22. Tán ngang là 22 luôn. Giờ đang cho nụ. Hoành vị trí này được 24. Rồi mã số 2 này giao lưu 500 ngàn. Giờ đổi cây. Tiếp mã số 3. Rất là hết cưng cô chú. Cô chú về chơi bonsai nha cô chú, để bàn, để băng công gì đó. Cây đẹp đó. Chiều cao 22. Tán ngang 22. Cây thường khi ship lên đấy cô chú là cây vẫn tươi tốt bình thường nha cô chú. Tán lá về đặt rất là đẹp. Hoành vị trí thì được 25. Rồi mã số 3 này giao lưu 500 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Tiếp qua mã số 4. Chiều cao 22. Tán ngang là 22 luôn. Cũng đang cho nụ nha cô chú. Hoành vị trí này là được 23. Rồi số 4 này là 400 ngàn. Và đổi cây. Tiếp mã số 5. Chiều cao 19. Tán ngang là 19 luôn. Đó, cô chú xem mỗi đoạn mỗi nụ á. Đọt già là có nụ có hoa nha cô chú. Hoành vị trí này được 19 luôn. Rồi mã số 5 này 400 ngàn luôn. Đổi cây. Qua mã số 6. Cái này trang ta là trang xưa của mình đó nghe cô chú. Lá nhỏ. Chiều cao 25. Tán ngang 22. Hoành vị trí này là 24. Cây này cộng đế cô chú xem nè. Đẹp. Rồi số 6 này 500 ngàn luôn. Đổi cây. Qua mã số 7. Chiều cao là 23. Tán ngang 22. Hoành vị trí này được 22. Rồi số 7 400 ngàn. Hoành từ 20 trở lên là cây to nha cô chú. Cây rất già luôn á. Và đổi cây. Và tiếp theo là mã số 8. Chiều cao 20. Tán ngang 20. Hoa nở lâu tàn lắm cô chú ơi. Một tháng hoài, từ ngày nở nụ đến ngày tàn luôn là một tháng hoài nó mới tàn nha cô chú. Hoành vị trí này được 18. Rồi số 8 này 300 ngàn. Đổi cây. Qua mã số 9. Giá này là bao ship đến nhà cô chú hay nâng cơ cô chú. Chiều cao 20. Tán ngang 25.
Hoành vị trí này 24. Rồi số 9 này 600 ngàn luôn. Đổi cây. Tiếp mã số 10. Các thấy cưng cô chú. Nở lên là cô chú thấy là hoa không chứ không thấy lá luôn á. Chiều cao là 18. Tán ngang 18. Hoành vị trí này là 21. Rồi số 10 này 300 ngàn. Đổi cây. Tiếp mã số 11. Màu nào nó có nụ là cô chú biết màu đó nha cô chú. Này một nụ màu đỏ là hoa màu đỏ là lá nhỏ màu đỏ. Chiều cao 20. Tán ngang là 22. Cây cũng có duyên luôn cô chú. Hoành vị trí này được 23. Rồi 11 này 400 ngàn. Đổi cây luôn. Tiếp mã số 12. Cây ship đi là gút chậu bó bầu nha cô chú. Cây thuận không nha cô chú. Chiều cao là 20. Tán ngang là 20 luôn. Mỗi đọt là mỗi nụ đó cô chú. Mỗi lần mình con đã đọt của nó rồi ha, là nó lá nó già lên là nó sẽ có hoa. Cái này dễ trồng lắm cô chú. Hoành vị trí này được 20. Rồi 12 này 300 ngàn. Để cây. Qua mã số 13. Chiều cao 20. Tán ngang 24. Đẹp lắm cô chú. Hoành vị trí này được 24 luôn. 24 cô chú. Nè nó đẹp. Nó xuất hiện. Rồi 13 này 600 ngàn luôn. Đổi cây. Qua mã số 14. Chiều cao là 22. Tán ngang là 25. Hoành theo vị trí này là 22. Rồi 14 này 400 ngàn. Đổi cây. Qua mã số 15. Trang ta lá nhỏ mình nha cô chú. Cây thần chậu. Chiều cao là 28. Tán ngang 30. Đang cho nụ. Cái này xếp về nhà cô chú. Cô chú thay chậu vô chơi. Cây rất cưng rất đẹp. Hoành vị trí này được 28. Rồi 15 này 600 ngàn luôn. Ở cây cô chú ơi. Và mã số 16. Nó lùng nhìn cô chú nhìn thấy cưng rồi nè. Chiều cao là 18. Tán ngang 18. Đó, cô chú nhìn đọc. Cái này là hoa tự nhiên nha cô chú. Đọt già là cái hoa hả? Hoành theo vị trí này 24. Rồi mã số 16 này 600 ngàn. Ok. Qua mã số 17. Chiều cao 20. Tán ngang 24. Hoành vị trí này 23. Rồi 17 400 ngàn. Ok. Mã số 18. Cây đẹp lắm cô chú. Tán hay to hơn. Mà cây cũng thấy có duyên cây lắm. Hơi thấp thang tí xíu. Nhìn cây ở ngoài già lắm cô chú ơi. Chiều cao 30. Tán ngang là 35.
đang cho nổ cô chú. Hoành vị trí được 23. Nhìn ngoài cây là già lắm cô chú. Rồi mã số 18 này 700 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Qua mã số 19. Chiều cao là 22, tán ngang là 24. Hoành vị trí này được 25. Hoa này nó mới bung lên nè cô chú, nhìn thấy nó đẹp, cánh đẹp, nhìn thấy đẹp lắm cô chú. Rồi 19 này 400 ngàn luôn. Đổi cây. Qua mã số 20. Cây này thì đang cho nụ, mới cho nụ. Chiều cao là 30, tán ngang 32. Hoành vị trí này 22. Rồi số 20 này cũng 400 ngàn luôn. Giá này bao ship đến nhà cô chú rồi nó nghe cô chú. Và khi ship đi là rút chậu luôn nghe cô chú. Đổi cây. Đến mã số 21. Rất là đẹp, rất là thấy cưng cô chú ơi. Cô chú về chơi bonsai, thấy bàn rồi chơi. Chiều cao là 24, tán ngang là 24 luôn. Hoành vị trí này 20. Rồi 21 này 400 ngàn. Đổi cây. Qua mã 22. Chiều cao 25, tán ngang 30. Hoành vị trí này 24. Rồi 22 này cũng 400 ngàn. Đổi cây. Qua mã 23. Cây thần là cô chú đến nhà cô chú rồi cô chú chơi là cây cô chú yên tâm nha cô chú. Thay chậu là chơi à. Chiều cao 20, tán ngang 22. Nụ không đó cô chú. Đọt nào cũng thấy nụ chứ. Hoành vị trí này 22. Cây này cũng rất có duyên cây đế nha cô chú. Rồi 23 này 400 ngàn. Đổi cây. Qua mã 24. Chiều cao là 22. Hoành vị trí này thì được 24. Rồi 24 này 400 ngàn. Ok cô chú ơi. Qua mã 25. Về đặt chân cô chú. Rất là về đặt luôn. Hay. Chiều cao là 20, tán ngang 25. Hoành vị trí này 20. Cây có duyên cô chú. Lùng, lùng liền, tán tròn, dây đặc đẹp lắm. Rồi mã 25 này 500 ngàn. Đổi cây cô chú ơi. Qua mã 26. Mã 26 nè cô chú. Đang cho nụ đẹp lắm. Chiều cao là 19, tán ngang là 20.
Hoành vị trí này là 28. Rồi 26 này 500 ngàn luôn. Rồi ok. Qua mã 27. Chiều cao 23. Tán ngang 25. Còn chỗ này thì được 15. Đế thử cho cô chú. Hoành đế thì được 445. Rồi mã 27 này 500 ngàn luôn. Rồi ok. Qua mã 28. Nhìn ngoài thấy mê lắm cô chú. Chiều cao 22. Tán ngang 25. Hoành vị trí này 25. 28 này 500 ngàn. Rồi ok. Qua mã 29. Và màu vàng cô chú ơi. Chiều cao là 33. Tán ngang là 25. Cây có duyên lắm cô chú, về chơi tán xè ra. Nó thoát thân nè, nhìn nó có một khúc thoát thân, có duyên đôi thoát thân cho cô chú xem. Thoát thân thì được 15. Cây rất là già, gân gút luôn cô chú. Gân gút cây đó. Hoành vị trí thì được 26. Đó cô chú nhìn xem cây. Rồi 29 thì 600 ngàn luôn. Đỡ cây. Qua mã 30. Màu vàng này là cũng lá nhỏ luôn nha cô chú. Chiều cao 25. Hoành vị trí này được 25. Rồi mã 30 này 700 ngàn. Đó ok. Qua mã 31. Này màu cam cô chú ơi. Màu cam. Chiều cao là 20. Tán ngang là 20 luôn. Nhỏ nhỏ chứ nhìn già cây lắm chú. Hoành vị trí này là 19. Rồi 31 này 400 ngàn. Đỡ cây. Qua mã 32. Cây có duyên lắm nghe cô chú. Chiều cao 42. Tán ngang như vậy thì được 30. Đang cho nụ nữa cô chú, cho hoa luôn. Nó xiên bông lắm cô chú ơi. Hết đợt này ra đợt khác là nó không có phân biệt theo mùa nha cô chú. Hoành vị trí thì được 220. Là cũng nở đế. Rồi 32 này 700 ngàn luôn. Đổi cây. Qua mã 33, mã cô clip cô chú ơi, cũng màu cam. Mỗi cây mỗi giá cô chú. Chiều cao 30, tán ngang 25. Hoành vị trí này được 15. Đấy cũng đẹp lắm cô chú. Điều hết trơn ghế. Rồi mã số 33 này giao lưu 600 ngàn luôn.
Mã 33 này là mã cuối clip của Phụng ngày hôm nay rồi cô chú ơi. Lên được 33 mã, cô chú xem ủng hộ cho Phụng. Cô chú số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Chúc cô chú kỳ nghỉ lễ này nhiều sức khỏe, vui vẻ bên gia đình nha cô chú. Và hẹn gặp lại cô chú, gặp lại clip sau. Xin chào cô chú.